Bà xã Hưu Châu xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ cùng ra vườn để thu hoạch rau cải và đỗ các bạn ạ. Và mình vào hai vợ chồng mình cũng sẽ múi dưa luôn. Đây là rau cải, cải này là cải màu gà đấy các bạn. Ôi, hôm nay là bội thu rau cải màu gà vào đỗ rồi các bạn. Đỗ thì sai, rau thì nhiều, tốt lên rồi. Các bạn hãy cùng xem video, hết video để xem mình muối dưa bằng rau cải màu gà nữa các bạn nhé. Em này em định nhổ hết đây. Hôm nay phải thanh lý hết. Không là tình hình nó bất thình lình. Dưa để trời nắng hơi chắc xe xe. Cái lá để khoảng xào, cái rau xào rồi. Thái nhỏ. Ăn hết được thì anh tưởng nhiều lắm. Nó đây này. Em nói anh là cả một ấy chứ. Này, đổ cả gốc luôn. Cứ đến cái lúc thu hoạch đấy. Không ăn là nó hư hết à. Tốt như rừng này, chỉ làm dưa thôi. Đấy, anh nghĩ không phải một ruộng. Không phải là một ruộng. Đây. Còn những cái ngòng này để luộc. Còn lá này là của mối dưa. Quá nhiều. Thôi à. Nhiều chứ. Vặt hết chỗ này đi chứ. Thôi là thôi nào. Thôi là thôi nào. Thôi là thôi thế nào. Đám làm dưa này. Đám làm dưa cứ làm uống. Giả hết à. Lấy cả hoa vào muối dưa. Muối dưa cho cải bằng hoa. Thôi bính vô là được một thẩu rồi nữa. Nhưng mà không nhổ nó hư hết anh. Mấy hôm nọ em không kiểm tra là nó hư hết. Nó giả quá nó hư hết. Mối dưa từ trước rồi. Nó giòn quá luôn. Giòn cứng cực, giòn cứng cực. Tàu cải nó to như cái quạt này. Thôi. Nữa. Không ai nữa. Này. Mỗi cái việc quay thôi một cái. Giữa thái cho một cái chậu à, pha nước muối cho chậu đảo cho nó ấy cho vào. Ấy cho anh muối. Đấy. Cầm cái rổ về. Một rổ đây. Rau cải muối dưa. Đi vào hái đỗ này. Đỗ này nhiều lắm rồi kìa. Để tiếp tục đi hái đỗ. Sáng ra cứ thế đi thu hoạch rau.
Cái trái đây anh không hái nó già mất này. Đây này, đây này, đây này. Đây này. Không non. Mai này nó già mất đấy. Nhiều quá. Cứ này mà ăn mãi nhỉ, ngày nào cũng phải hái nhỉ. Nó lại ra hoa trên rồi đây này. Này. Cái dây này nó ra từ đầu vụ đến cuối vụ. Không lúc nào nó ngừng ra hoa hết. Đấy. Cái mè nó tốt chưa? Để còn rau mùng tơi nó tốt hơn nữa chứ. Chưa lại nấu lẩu đấy anh. Em phải nhổ hết cái rau cải này để cuốc cái đất này này. Chuẩn bị trồng cái rau kia. Rau hạt gieo kia nó đang lớn này. Gieo cái rau cải cầu vồng mà chả thấy nó mọc mọc được có mấy cây à. Kiến cắp hết à. Nhiều lắm luôn. Cái rau dền này mà bây giờ mà cho phân vào nữa thì tốt không dám cho nữa. Đây, rau cải bằng này rồi. Chuẩn bị đất để từ cấy đây này anh này. Em mới bảo nhổ hết đi để cấy rau cải. Đây lại là cái cải màu gà đấy. Mua một bì hạt mà gieo mấy lần không hết này. Dày dịch cái này. Đây là rau cải gì nhỉ? Cải thìa mọc hết rồi đây. Chua cái thìa nó mọc cũng đầy luôn này. Còn đây là ô mọc chi mọc chít ra cây. Lúc trước tưởng nó không mọc này. Mình gieo cái hạt. Hạt gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra, củ cà rốt. Gieo cà rốt đầu tiên tưởng không mọc. Cà rốt tưởng không mọc, bây giờ nó mọc chi chít ra đầy luôn. Cà rốt là lâu mọc hơn là cái rau cải. Rau cải nhanh mọc hơn. Trên này cà rốt mọc đây này. Phủ rơm rồi đấy các bạn. Phủ rơm cho mát. Đấy, mọc đầy luôn, chi chít luôn này. Tốt này. Rau dền bắt đầu ra hoa này, ăn là bắt đầu ngon này. Vừa này. Non quá không ngon. Rau dền 10. Cái rau lang này em đi em phủ rơm và nó tốt, nó non rồi này. Lúc trước nó dẹo giặt nó không lên, nó phủ rơm một cái lên liền. Lúc trước này hết phân. Thế mà phủ rơm một cái là lên xanh luôn các bạn. Ngọn bắt đầu mọc đầy rồi. Tác dụng của rơm đấy. Những chỗ này thế cho hết rơm này. Trồng rau bằng rơm đấy các bạn. Vụ lúa này là toàn trồng rau bằng rơm này. Ồ, cây ớt chín nhiều quá. Hai ớt nữa. Có mấy trái chín. Ôi trời ơi, mấy trái chín đỏ rồi. Hái bỏ tủ lạnh ăn dần. Bấm cả cái cuống này. Đấy. Bốn quả. Đây nữa, quả này to quá. Múc mùng mục. Kho cá. Làm nước chấm các bạn ạ. Không thể thiếu. Được nhiều chưa anh? Em bỏ mấy quả ớt này vào trong hái thôi. Một rổ đỗ rồi. Bây giờ khéo nãy té. Đi trên cột điện khéo nãy té. Anh bưng cả cái rổ rau cái vái với. Cả rau cải rồi. Cả đỗ cả rau. Đấy. Hai vợ chồng sáng sớm đi thu hoạch rau rồi. Vườn nhà mình nó đi lại không được tự do đâu. Bởi vì nó ít đất. Chỉ để một tí một lối đi thôi. Không được đi nhiều. Không được đi nhiều. Không được đi thoải mái. Đấy, rồi vào trong này hái tiếp. Đấy, tiếp tục. Vợ chồng mà chồng thì hái. Vợ thì chồng mà chồng thì thu hoạch. Cái búi này nó bao nhiêu đây này. Đấy, nó đầy luôn. Cái búi này là, đấy, nhiều cả tùm luôn. Hái đợt này nữa chắc hết này. Nốt đợt này những cái quả này anh không hái là nó già hết rồi này. Quả nó to to này là nó già đấy.
Không phải nó non đâu đây này. To. Tôi thấy nó to to là nó già đấy. Tí nó xem thành quả được bao nhiêu. Ôi con chim. Chim to thế. Chim yến nó bay đầy trời. Mọi người chung ngủ dậy, hai vợ chồng mình đã hái được hai rổ rau rồi. Có hái mồng tơi mà chưa mà nấu lẩu nữa không anh? Chưa nấu lẩu nhỉ? Mồng tơi nó ra quả đầy, ra hoa, ra quả đầy rồi này các bạn này. Bắt đầu vào già rồi đây. Mình nhiều lắm, cả búi 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 trên này. Úi dồi, ăn sao hết rồi. Không trồng và không có, trồng nhiều quá. Tôi nữa anh. Đấy các bạn ạ, sớm sáng sớm ra hai vợ chồng thu được một rổ đỗ và một rổ rau cải đây, một rổ lá rau cải chứ. Muối dưa. Đây. Đây 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 đây. Đây đây đây. Đấy, được một chậu này mình rửa để muối dưa các bạn ạ. Chậu rau luôn. Phơi, rửa xong phơi đi. Cho héo héo thì chiều mới làm. Giờ phải rửa từng tàu một. Nhẹ nhàng, lịch sự. Rau sạch vườn nhà các bạn ạ. Đấy, mảnh vườn nhỏ nhà mình á. Mình chỉ trồng có một tí tẹo đấy thôi, một tí, một nửa luống rau cải này thôi mà tha hồ muối dưa đấy các bạn. Mỗi thứ một xíu, đủ rau ăn các bạn nhé. Thoải mái rau ăn chứ không phải đủ nữa. Ồ, đây rồi, tắt thôi. Bây giờ rửa từng lá rau này các bạn ơi. Từng lá rau sạch thì cũng không phải lo lắng nhiều lắm đâu các bạn. Mình cứ rửa từng lá thôi. Cho nó trôi chứ ngày nào cũng tưới mà, ngày nào cũng tưới rau nó sạch lắm các bạn ạ. Nó sạch lưng, sạch ly á. Nhưng mình vẫn phải rửa cho nó khỏi bụi thôi. Sợ bụi thôi. Ôi dồi, nhiều quá. Thực sự là rất nhiều các bạn ạ. Chỗ này thì mấy cân rau. Nó đi nó khô á, mình hái vào bây giờ để ra chậu như kiểu nó nở ra. Nhiều quá. Nhiều quá trời luôn. Mình phơi dưa ra này đấy các bạn. Cho nó róc hết nước đi. Khô đi thì bắt đầu mình mới thái ra để muối. Cứ này xếp lên. Xếp mỏng mỏng chưa thì phải dở ra các bạn ạ. Cho nó đều, nó khô đều dưa. Mới vàng dưa và giòn dưa được. Còn chỗ này thì phơi vào cái rổ này luôn. Dựng nó lên các bạn. Dựng lên. Đấy, thế là mình đã rửa sạch xong hai cái rổ dưa như này các bạn ạ. Phơi ra đây để nó ráo nước đi. Héo héo đi muối dưa nó mới giòn, mới ngon, mới chua, mới vàng dưa. Đấy các bạn ạ, rau cải phơi héo này rồi các bạn ơi. Nó héo héo này, rau già rồi, nó héo héo này làm nó mới dưa, nó mới chua, mới ngon các bạn ạ. Phơi một rổ đây rồi. Mình chuẩn bị các loại thẩu đây rồi. Đường, muối và thẩu muối dưa. Và đây là nước sôi các bạn ạ. Đây này, nước này này, đun sôi rồi các bạn ơi, nóng lắm. Bây giờ mình cho muối ở đây.
Để trước tiên để mình tí nữa cho độ 2 muỗng muối đây các bạn này. Để tí nữa mình rửa rau đấy các bạn. Cho cái nước muối này các bạn ạ, ấm ấm rồi, nguội rồi, dứa. Muối vào. Mình làm mãi quen rồi này, 2 muỗng muối thôi các bạn. Lúc nãy cho đường, lần này cho đường vào nữa cho nó nhanh chua. Vàng dưa chua và vàng. Ba muỗng đường. Vậy là video về hai vợ chồng mình thu hoạch rau và muối dưa đã hết xong rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ video giúp mình. Xin chào tạm biệt các bạn.